Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp các cơ quan đơn vị đến trao ủng hộ công tác phòng chống COVID-19. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Việt Dũng chủ trì buổi tiếp. Theo đó, trong đợt này, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng ủng hộ hơn 26,5 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hữu nghị Nam Lào, quân khu 5 ủng hộ 50 triệu đồng, quận Cẩm Lệ ủng hộ 706 triệu đồng. Các đơn vị mong muốn góp phần cùng thành phố nói chung và cả nước nói riêng có thêm nguồn lực trong công tác phòng chống COVID-19, hỗ trợ cho các tuyến đầu chống dịch. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng ghi nhận cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm xã hội của các đơn vị doanh nghiệp đã đồng hành chung tay cùng thành phố trong công tác phòng chống COVID-19. Nhấn mạnh sự hỗ trợ ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp rất kịp thời và ý nghĩa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết sẽ công khai minh bạch số tiền ủng hộ, đồng thời ưu tiên dành nguồn lực đóng góp cho quỹ vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tiêm phòng cho nhân dân.